Quý vị và các bạn thân mến, việc sử dụng nước ép trái cây được xem là một phương pháp hay để có thể nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng sao cho đúng, sao cho hiệu quả thì có thể là chưa có quá nhiều người biết. Sau đây là những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp về vấn đề này. Cách thức sử dụng nước ép trái cây thì bạn nên sử dụng nước ép trái cây từ các loại trái cây tốt, còn tươi. Hạn chế tối đa việc sử dụng các loại trái cây đã bị hư. Với các loại trái cây để ép lấy nước thì bạn nên chọn các loại trái cây nào mà thành phần của nó có nhiều nước. Ví dụ chúng ta chọn bưởi, cam, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các loại dưa để chúng ta ép lấy nước để chúng ta uống cũng rất là tốt. Bạn nên hạn chế sử dụng các cái loại trái cây mà nó đặc, nó quá nhiều đường. Bởi vì thật sự ra là có quá nhiều đường thì nó cũng sẽ gây ra một cái cảm giác là chúng ta bị nóng hơn. Ví dụ nếu mà bạn sử dụng nước xoài ép chẳng hạn thì bạn sẽ thấy là uống một vài ngày là dường như là mình bắt đầu thấy người rất là nóng, có một số bạn còn nổi mụn nữa. Đấy, làm sao nên không nên chọn các loại trái cây mà có quá nhiều đường. Cái lượng nước ép trái cây sử dụng hàng ngày cũng không nên quá 20% tổng lượng nước theo cái nhu cầu cơ thể hàng ngày. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng từ 1 cho đến 2 ly nước ép trái cây một ngày thôi, không nên uống quá nhiều. Chúng ta sử dụng ép trái cây thì bạn nên sử dụng ép trái cây vào thời điểm ban ngày. Bạn có thể sử dụng vào giữa buổi sáng hoặc là giữa buổi chiều. Đây là cái thời điểm tốt. Và nước ép trái cây thì bạn nên sử dụng tách khỏi bữa ăn, vì chúng ta không cần thiết phải uống nước ép trái cây vào bữa ăn để chúng ta đảm bảo cái bữa ăn của chúng ta cân đối và đầy đủ dinh dưỡng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.